Hôm nay là 25 âm lịch rồi thì mình và cả nhà đang về quê nội để tảo mộ. Đây, chào xin đi. Chào xin đi. Bên đây là ba Hải và Rio, Cherry đang chuẩn bị tảo mộ. Rồi đây là ở trước sân nhà của bà nội. Hôm nay mình sẽ tảo mộ ha. Đây là mộ của bà cố, bà ngoại của anh Hải, là bà cố ngoại của tụi nhỏ. Mộ này hôm nay là đã làm sơ rồi, bữa nay lau lại thôi, đã làm sạch rồi. Đứng bên đây là Khánh Duy, là cháu của anh Hải, con của anh thứ 9, anh kế của anh Hải. Rồi, xin đi lau đi con. Đúng rồi, mình thấy chỗ nào dơ mình lau cho sạch nha. Không ba không ẩm được. Bà, con xuống con lau không? Con mang dép trên kệ kìa. Đó, con mang dép trên kệ. Con lấy đôi nào con mang cũng được rồi, mẹ dẫn xuống đây. Sợ chó. Rồi con xếp lại xong rồi con lau tiếp. Chạy đi đưa cái bảng đây, mẹ cầm cái bảng cho. Rồi con lau. Lao động là vinh quang. Rồi. Hôm nay cả nhà mặc cái áo có một câu slogan rất là dễ thương, đó là tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình. Đây là áo của HK Shop nè. Phải không? Đâu phải. Phải không? Đúng rồi, ở phía sau lưng đó coi. Phải không? Có cái câu nè. Tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh bằng hạnh phúc gia đình. Đây là ông ngoại của bà Hải. Cái này, có lau chưa? Ủa, là mẹ, là ba của bà nội hả? Ừ, đúng rồi, ba của nội. Dạ, con mẹ của nội hả? Đây, mẹ của nội nè. Ba của nội. Rồi, lý do mà tại sao mà ở nhà mà lại chôn bà ngoại là ngay trước cửa nhà, là lúc mà bà ngoại á, bà ngoại còn sống á, thì bà ngoại nói là bà ngoại rất là sợ ma, bởi vậy là đừng có để xa bà ngoại sợ. Đó, lý do mà bà ngoại mất là phải chôn ngoại trước cửa. Lý do rất là đặc biệt ha. Cái này là con kêu ông cố ngoại ha, ông cố. À, hồi đó đó là ông cố ngoại mất còn rất là còn trẻ lắm, mới có 54 tuổi. Ông bị bệnh. Đó, bà chưa có mặt. Đó, bà chưa sinh ra. Mio có ra đây không? Mà đứng nó cười. Ủa, ba không gặp ông ngoại hả? Ba không biết mặt ông ngoại luôn. Là ông ngoại mất là ba chưa ra đời luôn. Không, con thấy mặt ông ngoại nè, bà ngoại nè, bà nội nè, ông ngoại mất rồi nè. Còn bà ngoại là hồi đó là ba ở chung nhà với bà ngoại suốt luôn. Bà ngoại á, là chùm thương cháu luôn. Hồi đó mỗi lần á, mà ba đi về đây ba thăm bà ngoại á, là bà ngoại hay múc tiền cho ba lắm. Mà mỗi lần cho nhiêu không? 2.000. Bà ngoại có được đâu trong túi khoảng chừng 5-7 tờ thôi, cái chục tờ 2.000 á. Bà ngoại gối kỹ nè, bỏ trong cái túi đây nè. Rồi lấy cái nhà quê gói kỹ lắm ba. Đúng rồi. Rồi lấy cái kim tay á, gài cái nắp túi lại. Là tự nhờ thương lắm bà ngoại mới cho 2.000. Còn á, bà ngoại con á cho 500 vậy. Vậy hả? Bà ngoại dặn rồi, để dành nha, để dành lên chợ là mua, khi nào đói mua đồ ăn nha. Đó. Trời ơi, ông nội nha. Ông nội mất năm 2011, tức là năm lúc đó là Hà đang mang bầu Rio, cho nên là Rio chỉ thấy ông nội qua hình thôi chứ không có thấy ông nội ở ngoài đời. Rồi con lau đi con, đi lau đi con. Thấy cái này là hồi độn nó màu trắng rồi nè. Phải không? Màu trắng hả? Ủa phải không con? Mẹ quên mất tiêu rồi. Hồi độn con thấy màu trắng. Đây là mộ của ba. 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 Sao mộ của ba là ông nội mất thời lúc đó là ba mẹ mới cưới nhau được có năm á ba. Gần năm không? Năm lúc ba mang bầu Rio là ông nội mất. Đang mang bầu Rio là ông nội mất hết. Rồi phải cha mẹ về đây để tang với đây là lúc đó là đang mang bầu anh hai á. Đó là mình đang lưu diễn ở bên này. Lúc đó bà Hải còn đi hát. Bà Hải đi hát ở bên Úc, đang ở Melbourne. Ba. Có mẹ Hà đi theo chơi. Ba sao? Anh mới có 48 tuổi sao mà chứ? Không có đâu, 84 tuổi. Trời đọc số kỳ vậy đi. Đọc ngược rồi. Trời ơi, 84 mà đọc thành 48. 84. Trời lúc đó là ba đang biểu diễn ở bên Úc. Cái hay tin ông nội mất là ba mẹ cũng vé máy bay khóc vừa liền. Là ông nội thọ được 84. Con thấy nhìn hình ông nội giống ba, giống ông nội không? Dạ. Thấy không, con gái là siêng năng nè, cẩn thận là con gái nè. Mấy ông con trai là khó nhờ lắm á. Đúng rồi, con gái ai mà có muốn có con thì hãy suy nghĩ là nên sinh con gái. Bụng làm chứ muốn sinh là sinh, trời cho con nào. Đấy. Thích con trai hơn đúng không? Thích là có con trai hơn, nhưng mà theo mình thấy là nếu mà cần nhờ vả hay cần sự giúp đỡ, cần chia sẻ thì con gái sẽ làm người chia sẻ nhiều nhất. Còn con trai nó chỉ biết ăn và nó nhờ vả mình thôi. Khánh Duy thấy đúng không Khánh Duy? Út nói đúng rồi sao con nghe con cười con. Sao không nói gì đâu. Con trai chỉ biết đi xong rồi vì nhờ vả. Lớn thì chỉ biết xin tiền. Căng đét luôn. Mami. Sao con? Ở coi kìa, coi hút nhang đi. Cẩn thận nha, coi chừng bị phỏng nha. Ủa sao con chưa có lau xong mà con đã đốt nhang rồi? Lau xong mà phải dẹp khăn với con. Lau xong mà còn nham nhở ba ơi. Lên đây làm xong cái này đi qua cái đó. Thôi ra nó chùm phỏng vô mấy đứa nha. Chùm phỏng hết con. Ở đây hai đốt. Nè em anh hai chuyển ra nè. Nè em đốt á. Bây giờ là mộ nọ là chỉ lao như hồi nhỏ là mộ bằng đất, rồi đắp cái nấm bằng đất lên cái núm á, rồi một năm á là cỏ nó một tay hết luôn, là phải lấy cây chặt rồi đốt rồi bắt đầu mới đào nó cái đắp chứ thôi mỗi năm nó sẽ sạt xuống. Cái mộ nó muốn bắn là phải đắp lên, đắp cao lên. Sau này là ai cũng xây kiên cố hết, xây là xây bằng đá hoa cương hết rồi. Nhớ là nhang là mình phải lấy tay mình vẩy thôi chứ mình không có được thổi nha con. Đó. Nè, mình không có thổi nha, không có thổi, không vẩy, cầm nè, rồi. Đó là Khánh Duy có chừng phỏng nha con lao bên đó đi, Út lao bên đây. Rồi con thắp nhang cho ông nội đi. Con lại ông nội đi con. Để cao lên. Con chúc ông nội mạnh khỏe. Con chúc ông nội mạnh khỏe. Chúc chưa biết chúc. Rồi xong con cắm, con xong rồi là con cắm vô. Con cắm vô đây. Thôi chừng chúng em nha. Rồi vái đi con. Vái ba cái đi con. Ba món vái bye bye, mình chắp tay vậy nè, mình vái. Hai tay chắp vô. Đúng rồi. Bye.